kêu dê bên kia kìa. Đang ở tầng trên cho mọi người, tầng 3 này. Thì tăng chậm nha mọi người. Tăng chậm. Cũng 5 tháng rồi mà tăng hơi chậm. Cái tầng 3 thì thấy có dấu phân mới cũng khá khá. Còn hai thằng dưới thì yếu. Âm ru thì vẫn xài âm ru ao câu thôi. Quét hết phân luôn hả? Hết phân luôn hả? Rồi. Chậm lắm, tăng chậm quá. Trong phù cát thì tăng tốt. Mà mình này tăng chậm cũng buồn. Mấy cái này sẵn hốt luôn đi anh Tâm ơi. Sẵn hốt mấy cái này luôn. Tầng này tăng hơi cũng yếu này. Chỉ mỗi tầng 3 là tăng mạnh được chút. Anh chủ nhà đang hốt hết phần thì để lần sau lên coi có ỉa phần mới không.